Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GB gắn với Nhật Bản nha. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 6 các bạn, là ngày kỷ niệm ngày kết hôn của hai vợ chồng mình. Thì hôm nay mình có lên Tokyo để mình mua một số đồ để mình về mình làm tặng quà bất ngờ cho Megumi các bạn. Nhưng mà sẵn mình nay mình lên Tokyo thì mình thấy đây nó một cái lễ hội Việt Nam, lễ hội rất là lớn nhất trong năm, lễ hội lớn của Việt Nam là trong năm mà tại Tokyo luôn mọi người, có thể đây. Đây để mình vô mình sẽ quay cho các bạn khám phá một vòng, rồi mình sẽ đi ra mua quà, mua những cái mỹ phẩm về để rồi mình làm bất ngờ cho Megumi nha mọi người nha. Kỷ niệm ngày cưới, nói chung là cưới nhau cũng được 7 năm rồi các bạn, 2017 đến giờ. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào bên trong đây khám phá cái lễ hội Việt Nam nha. Ok, let's go. Đây các bạn có thể thấy đây là cái cổng để đi vào trong cái lễ hội nè mọi người. Thì trước khi mà bước vào cái cổng thì nó nhạc nó khá là ồn ào nha. Đây mình sợ nó dính bản quyền trong đây nè. Đây là những cái gian hàng bên trong đây nè mọi người. Đây là gian hàng decor mà chuyển tiền nè. Đây là đi vào bên trong, đây là đi vào cái hội trường chính nè mọi người. Hôm nay thì mình đi có một mình thôi nha. Thì vợ con thì hôm nay trời nắng nóng quá, mình để ở nhà rồi, tại mình đi một mình lên Tokyo, sẵn mình ghé qua đây mình mua đồ xong mình ghé ở đây mình coi, mình quay một vòng cho anh em coi á. Anh em nào mốt qua Nhật mà tới những cái ngày lễ các bạn đi lên đây nè để tập hợp lại giao lưu văn hóa Việt Nhật đó mọi người. Đây là những cái gian hàng họ buôn bán nè các bạn. Rất là nhộn nhịp, nó giống như đi hội chợ ở Việt Nam vậy các bạn. Xung quanh mình hầu như toàn là người Việt Nam không. Ngày trước mình có quay một vòng cho các bạn coi rồi. Bây giờ mình sẽ đi quay tiếp các bạn coi từ từng cái gian hàng một luôn nha. Quay chi tiết lại, cái này là mình đang quay một vòng thôi. Ở đây là bán trái cây nữa các bạn. Mua thấy mùi sầu riêng nữa thứ nè. Chiều nay có ca sĩ đến hát. Có rất là nhiều người Nhật, người ta đến đây người ta ăn uống luôn. Đây người ta đang ngồi ngay cầu thang đây nè. Tập trung ngồi ở cầu thang đây hết rồi cái đường đi nè, thấy không? Đó, rất là đông người. Đây là Vietnam Airlines nè. Ồ, có em gái xinh chưa kìa. Xinh quá trời xinh nè. Vietnam Airlines các bạn. Chị ơi. Đây là những cái gian hàng bán đồ ăn nè các bạn. Ở đây được cái đồ ăn đây nó bán được cái mắc với lại xếp hàng nó lâu các bạn. Mình đi mấy lần rồi. Nói chung thì mình phải biết cái gian hàng nào bán đồ ăn ngon thì mình vô nha. Còn nói chung là nhiều đồ gian hàng các bạn phải đi trải nghiệm mà các bạn mới biết được. Bên trong đây là bán đồ ăn các bạn. Bên ngoài kia là những cái dịch vụ, những công ty dịch vụ như chuyển tiền hay là những công ty sim điện thoại, bán điện thoại dành cho người Việt ở bên Việt Nam á. Bên giờ có các bạn. Bên trong đây là những gian hàng bán đồ ăn nè. Đi một vòng cho các bạn coi. Cho các bạn ở bên Việt Nam các bạn thấy được lễ hội Việt Nam bên Nhật. Đấy. Mình cứ bang đi chính giữa luôn mọi người. Bên trong đây là người ta sẽ ngồi trong đây người ta ăn uống. Còn bên đây là ngoài đây người ta xếp hàng người ta mua đồ ăn. Nó đông quá rồi, đi vòng xuống đây đi mọi người ơi. Đông quá. Đó, đây bán đồ ăn nè mọi người, trên kia cái sân khấu kìa. Quay một vòng xong rồi mình tranh thủ mình đi mua đồ nha mọi người, tại vì mình cũng ở đây lâu cũng không có cái gì hết bạn. Để mình đi kiếm gái qua cho anh em coi. Đây có một em gái rất là, thôi em này mình bỏ qua đi, kiếm em gái Việt Nam phỏng vấn rồi đây. Rồi đi vòng qua bên đây coi có gì mọi người, dẫn mọi người đi tham quan lễ hội Việt Nam chung với lại Đức Anh nè. Khá là đông luôn mọi người. Đấy. Các bạn phải ngồi vừa xem video vừa ăn cơm hay làm gì nhá, để cho đừng bị chán. Để mình hòa quyện vào không khí bên Nhật nè anh em. Đó, bánh mì thay vô bánh mì luôn đây nè. Ẩm thực thay chay nữa kìa. Ẩm thực chay thôi, để mình dẫn các bạn đi qua bên những cái khu mà gọi là cái gì à?
dịch vụ nha, các dịch vụ ở Nhật đi. Coi họ có trò chơi gì đây nè. Này cái gì đây? Gian hàng này đang làm gì đây? Đang quay số trúng thưởng. Rồi, rất là đông người luôn. Để đi gian hàng khác coi. Coi các gian hàng khác coi có gì. Đây là đại lý vé máy bay nè. Đại lý vé máy bay nè. Ôi ôi, sống ở vùng nông thôn không thấy người Việt đâu. Giờ lên thành phố thấy toàn là người Việt không à. Thấy mở mang tầm mắt á anh em. Ok, hy vọng bên đây coi dịch vụ bên đây có cái gì đây. Ok. Bên này họ đang bốc thăm trúng thưởng chơi cái trò chơi nè mọi người. Đó, bốc thăm trúng thưởng. À, trúng cà lem. Trúng cà lem kem chuối. Này gian hàng này vắng quá. Đây có cái gian hàng gì đây nè. Mai gì nè. Tranh thủ đi quay nhanh nhanh rồi đi mua đồ anh em ơi. Đây gì đông quá nè trời, đông quá trời đông nè. Làm gì đây? Ồ, rapper. Rapper. Ồ, dính nhạc nha rapper. Ôi ôi, đi xếp hàng quá trời luôn. Trung tâm giới thiệu hỗ trợ việc làm rồi, có thể các bạn nè. Đây là tiếng Việt con này không? Ui, đây kẹt cứng ngắc luôn. Đây hát. Rồi đi anh em ơi. Đây là bán những cái quần áo phụ kiện giống cẩm thổ Việt Nam mình, giống chợ Đà Lạt các bạn. Ok, nói chung mình đã quay cho các bạn coi một vòng ở trong cái lễ hội Việt Nam, mà rất là nhiều gian hàng mình không quay hết rồi mọi người. Quay một vòng cho anh em coi vậy thôi. Mình tranh thủ mình đi mua đồ nha. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đang đứng ở tại một cái ga gọi là sầm uất nhất nhì Tokyo. Các bạn đã thấy dòng người ta tấp nập ở trong cái nhà ga này các bạn. Đây là ngoài đường rồi nha. Ở đây là những cái người ta đang kêu gọi bầu cử các bạn. Đó. Mình quay lại gần các bạn coi. Ở đây là những cái nghị viện hay là những cái ứng cử viên trong cái, những cái chiếc ghế tổng thống rồi các bạn đang kêu gọi á. Đó, bên đây đó các bạn thấy nhà ga bên đây. Dòng người rất là tấp nập luôn các bạn. Đây. Wow, hôm nay mình thấy khá là đông luôn mọi người. Người ta đi trong nhà ga đó các bạn. Ở đây thì các bạn thấy ở trước mặt nhà ga thì nó có một cái bảng hiệu 3D. Cái đây mình quay gần các bạn coi. Đây là cái bảng hiệu 3D nè. Đó, các bạn thấy nhìn thấy ba chiều luôn. Những con cá đang bơi các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn các bạn. Đó, những cái biển quảng cáo này mà ai muốn quảng cáo là bỏ tiền hơi bị nhiều các bạn. Ở đây thì các bạn thấy rất là nhiều những cái hình ảnh mà những cái người mà người ta đi đứng ngoài những cái nhà ga người ta hát các bạn, những người nghệ sĩ á. Đó, người ta đang biểu diễn ở đây nè. Sẽ đi lại gần mình quay cho các bạn coi. Người ta đang biểu diễn gì trước khi mình đi lại mình mua đồ để mình về tặng cho Megumi nha. Đây. Các bạn thấy những người nghệ sĩ người ta đang lại đây người ta chụp hình nè. Có thể là nổi tiếng ở trên mạng xã hội TikTok hay là mạng xã hội gì đó, rất là nhiều người ta bu ở đây, người Nhật có mọi người. Đây mình lại quay gần lại coi cái cô này cổ dễ thương như thế nào mà người ta lại yêu thương như thế này. Đây. Có thể là cô này cổ hát hay hay là như thế nào đó, các bạn nổi tiếng thì người ta đứng, người ta xếp hàng, người ta yêu thương, người ta đang quay phim chụp ảnh rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi kiếm đường, mình đi qua bên cái khu mà mua sắm để mình mua cho Megumi quà nha các bạn. Thì mua quà gì thì mời các bạn cùng đi với mình đi coi nha. Ok, let's go anh em ơi. Đường nó khá là đông nè. Đây các bạn ơi, đây là cái cửa hàng mà Megumi rất là thích nè. Đây cái nhãn hiệu mà Megumi hay mua cái hàng ở đây nè. Đó, nó có bán rất là nhiều những cái mỹ phẩm mà son phấn trong đây nè mọi người. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã mua được quà rồi nha. Bây giờ mình sẽ cầm cái quà này về mình tặng cho Megumi. Bây giờ từ đây mà về đến nhà là cũng khoảng hơn một tiếng đồng hồ đi xe, đi tàu điện các bạn. Đó, giờ mình sẽ cầm này về nha. Mình đang đứng ở trong cái trung tâm mua sắm nè. Toàn là hàng hiệu trong đây không mọi người. Đó, bây giờ thôi trên đường đi về nha mọi người nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình về đến nhà rồi nha mọi người. Nói chung thì bây giờ trời cũng tối, mình muốn có phần cơm nè. Mình mua cơm sẵn, nhất là mình mua quà của Megumi nè. Bây giờ mình sẽ cầm vào nha, mình sẽ coi phản ứng của Megumi như thế nào nha. đi mua quà, đi chơi, sẵn đi chơi luôn. Giờ tối khuya rồi mới về đến nhà. Đây. Đây các bạn. Ê chà.
không biết phản ứng thế nào, không biết đang làm gì đây, để vô coi coi. Đâu rồi, đâu hết rồi trời. Tadaima. Okari. Nani sen? Okari. Gohan. Arigato. Why? これはプレゼント。高島屋行ったの？うん、そう。え、ありがとう。え、東京まで？そう、東京行った。マジで？じゃあ何？結婚記念日。え、ありがとう。嬉しい。見ていい？いいよ。え、めっちゃ嬉しいんだけど。超大変だったよ。すごくない？何？かわいい銃。Ừ. Ê, ok đi. Dạ. Sao, Giang Huy ơi, chào ba chưa? Thưa ba con mới về đi. Thưa ba con mới về, thưa ba ba. Gì đây, chị la làng la xóm gì đây? Đâu, mở ra coi cái gì? Đây các bạn, đây là mình mua cái này là cái chai mà mấy người bị cứ đòi các bạn. À, dầu, dầu dưỡng tóc các bạn. Với lại kem phấn, kem ketamina. これさ、欲しかったんです。それ何？これ、ヘアオイル。うん。髪の毛のオイルで。うん。もうなくなっちゃいそうだったの。うん。え、嬉しい。知ってたの？え？うん。すごいじゃん、パパ。え、ありがとう、嬉しい。可愛いんだよな、これ。いいでしょ。これめっちゃいい匂いするの。うん。Đây các bạn. ありがとう。Coi cái chai này là cái chai dầu dưỡng tóc rồi mọi người.Để bôi lên tóc cho nó thơm tóc với lại dưỡng tóc á. Đây cho con đây. Với lại mấy cái hộp phấn nữa. Hộp phấn nữa. Đây là cái hộp phấn trang điểm mọi người. Hộp phấn trang điểm mà Megumi thích cái nhãn hiệu này nè. Yu-yu-yu-tu-ta-tui nè. Mở ra coi thử coi. Mở ra Akitemite. Mở ra coi thử coi. Đúng không? Ichiban akarui no color.Ở đây này, ắt từ cả, ở đây. Ông tớ. Đó các bạn, mình thấy Megumi đang xài cái loại kem này mà hết rồi, xong mình chạy đi mua cho Megumi nè. Đó, nó có nhiều loại, mình coi, mình chụp hình lại, mình ra ngoài quán á, mình kêu người ta bán cho mình cái này. mua xong mình nó có tặng quà thêm mấy cái dầu gội đó thứ các bạn. Đó mình có mua cái thịt heo nướng á bạn. Akitemite của hẳn.Mình có mua thịt heo nướng cơm heo á các bạn, mình sẽ mở cho các bạn coi nè. Cơm này ăn rất là ngon, đi lên trên bàn ngồi ăn cơm nha. Đó, đi chơi về sẵn rồi mua. Rất xí. Khoái. Chà, kyo yoru, kodomo tsukuro ka. Rất xí, vừa đây tôi mua tạch xí, rất xí, chà kodomo tsukuro. Chút thôi mà.Ê, mua quà cho đã, kêu đẻ làm đứa thôi, không chịu đẻ. Đó từ nan niên đất kìa. Cái con. Ê, mặt tế. Ủa, bôi tên ai nó? Mặt tế. Gô nên đẻ không? Gô nên cơ. Ừ. Bà cà. Đó từ Lily rục sai đẻ. Rục sai. Ê, nè. Nà nan niên đẻ, đá đổ bôi tên ai đẻ. Đó đẻ, đẻ. Ở đây,俺7年は我慢してる。我慢してる。7年我慢している俺。幸せな7年間だったでしょ。もうカムラ、ご飯。あんカムリ。えさ。あんねあんカムじゃ。あんねあんカムじゃ。けんちゃんほいあんカムじゃ。食べた食べた。あんじゃや。オッケー。だおもうカムラ、ごいね、ごめん。わーい。おいしいよね、これね。Phải lên trên Tokyo các bạn, nó mới có cái cửa hàng nhãn hiệu mình mua các bạn. Chứ mình mua online cũng được, nhưng mà hình như là sẵn tiện kiểu như là nó gửi về nó tốn phí cao á, cho nên sẵn tiện mình đi thẳng lên trên cửa hàng mình quay luôn, rồi mình ghé qua cái lễ hội Việt Nam luôn, ăn tô phở xong về đau bụng quá trời luôn. Đâu mở ra, ăn cái tết mở ra. Đây là cơm các bạn. Có 2-3 miếng thịt heo à, rau nè, cơm nè, rồi mình chan sốt lên mình ăn nha. Đây cũng vậy nè, giống như cơm sườn các bạn. Đấy, khá là ngon. Khá là ngon luôn. Ok anh em ơi, bây giờ ăn cơm tắm rửa rồi mình bắt đầu ăn mừng kỷ niệm ngày ấy mình yêu nhau. mai đi mua bánh kem ăn mọi người. Mai chúc mừng sau. Nay mình đi cả ngày rồi, mai chủ nhật các bạn.
mình sẽ tranh thủ mình quay xong rồi mình vẽ chỉnh sửa, mình đăng sớm sớm lên cho mọi người coi nha. Ok, hôm nay mình đi cũng khá là mệt rồi bạn ơi, bây giờ mình vô ăn cơm nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video đến giây phút này nha. Các bạn thấy vô thú vị thì chơi đừng xuống like, đăng ký và share video cho mình nha. Xin chào tạm biệt, gặp lại video sau. Bye bye. Bye bye. Cục cưng ơi, bye bye đi. Bye bye. Chạy anh coi nữa, cầu thủ Việt Nam đây lớn vậy đó mọi người. Xin chào mọi người nha, xin chào tạm biệt, bye bye.